Tiền nhiều thì cuối tháng mình không phải ăn mì tôm. Thật ra tiền nhiều mình để trang trải cuộc sống cho em, giúp cha mẹ này sắm sửa nhà cửa xe cộ, sắm sửa cho bản thân mình để còn lấy vợ cho em. Các bạn ơi, vừa nãy là hai anh em mình chỉ diễn thôi, còn đâu mình muốn giới thiệu cho các bạn một bài, đó chính là bài tiền nhiều để làm gì. Mình vừa mới cover lại, các bạn hãy lắng nghe và ủng hộ mình nhé. Let's go.